viết ra bài hát cho phim của mình. Nhưng mà bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi thì được rất nhiều phim ủng hộ và yêu thích. Thế nên là đã có rất nhiều bộ phim đã xin được hát, dùng bài hát này trong bộ phim của mình. Quý vị có biết là trong phim gì không ạ? Không ạ. Chưa xem ạ? Chưa. Rồi ạ, và bây giờ chúng tôi sẽ đến với bộ phim tiếp theo là bộ phim Moana. Có bạn nhỏ nào ở đây xem phim Moana chưa? Thế các bạn có biết là bài hát chủ đề của bộ phim Moana là bài gì không? Không á. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Bộ phim Moana kể về một cô bé Moana, con gái của tộc trưởng, và tuy là một bộ tộc sống ở cạnh đại dương mà cả bộ tộc bị cấm cũng không được ra biển, trong khi đó cô ấy mang trong mình một cái khao khát được chinh phục biển khơi. Thế là bây giờ mình sẽ có bài hát How Far I Go, bài hát của Moana.